hôm nay mình tiếp tục học kinh Pháp Cú, câu thứ 42 ở trong phẩm thứ 3 là phẩm tâm. Ngày xưa có một người làm cho ông trưởng giả cấp cô độc. Quý vị biết trưởng giả cấp cô độc là một trong những người giàu có vào thời Phật, và ông đã trở thành đệ tử Phật và yểm trợ cho cái công trình hoằng pháp của Phật rất nhiều. Một trong những vị cư sĩ giàu có mà có công phụ Đức Phật hoằng pháp ở thời Đức Phật là ông trưởng giả cấp cô độc. Thật ra ông không phải tên là cấp cô độc, ông tên là Tu Đạt. Nhưng mà bởi vì cái hạnh sống của ông luôn luôn thương nghĩ đến người và cung cấp dưỡng nuôi cho người nghèo khó, vì vậy ông được một cái mỹ danh là cấp cô độc. Chữ cấp là cung cấp, cô độc là những người cô thế, nghèo nhở. Cho nên ông được cái danh hiệu là cấp cô độc, chứ thật ra ông tên là Tu Đạt. Thì ông có một cái người làm công cho ông tên là Nang Đà. Nang Đà chỉ là trùng tên với một vị tôn giả với Đức Phật, chứ không phải là tôn giả đi tu với Phật tên là Nang Đà ha. Cũng giống như hồi sáng thầy quý thầy, mấy thầy chọc Pháp Hòa, nói giờ Pháp Hòa lập chùa ở Việt Nam mà sao vậy? Nói tại vì Việt Nam có chùa Pháp Hòa. Nó là trùng thôi, trùng tên thì cũng giống như vậy, Nang Đà cũng trùng. Thì ông chăn bò này tên là Nang Đà. Thì ông rất là cũng có khả năng, cho nên một hôm ông thỉnh Đức Phật về để cúng dường. Thì khi mà ông thỉnh Phật về ngự ở đó và cúng dường suốt thời gian 7 ngày và nghe Pháp, thì ngày xưa các vị cư sĩ mà thỉnh Phật về đa phần là thỉnh cúng dường buổi trưa và Phật nói Pháp. Thì cứ mỗi ngày như vậy, thọ trai của thí chủ rồi thì Phật giảng kinh nói Pháp. Thì ông nghe một thời gian thì ông chứng sơ quả. Thì khi mà Đức Phật ra về đó, thì ông mới tiễn Phật ra tới đầu ngõ. Thì khi Đức Phật đi rồi, ông quay trở lại đó, thì ông bị ám sát chết. Thì một cái người thù của ông lúc nào đó không biết, thì nhân cái cơ hội ám sát. Thì lúc đó các vị mới nói với Đức Phật, phải chi mà ông đừng mời Phật tới nhà, rồi phải chi mà Phật đừng có đi ra về đó, rồi ông khỏi phải đưa Phật đó, thì ông đâu có chết. Tại vì Phật đưa Phật đi về rồi ông phải đưa, chứ nếu Phật đừng tới thì đâu có cái sự kiện gọi là đưa đón gì đâu, rồi ông đâu có cơ hội bị chết. Thì Đức Phật mới nói không phải vậy. Nếu mà cái nghiệp nó đến rồi á, thì cách nào cũng chết. Và Đức Phật dạy câu kinh Pháp Cú này: kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Thì Đức Phật nói cái nhân quả là ông Nang Đà này đời trước cũng đã từng giết cái người đó, hay là ngay cái đời này mình cũng gieo thù chuốc oán gì với ai, cho nên người ta mới tìm cách người ta hại mình. Và tất cả những cái nghiệp xấu đó, nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt từ cái nguồn tâm mình hướng xấu. Cho nên ngày nay cái quả gì mà chúng ta hưởng đó, thì thay vì mình vội trách ai đó, thì phải nhớ quay lại nhìn do cái tâm mình hướng tà. Mà Đức Phật mới nói á, cho dù kẻ thù hại kẻ thù cũng không nguy hiểm bằng cái tâm nó hướng tà. Bởi vì sao? Bởi vì người ta có ghét mình, ta giết cái xong rồi, một đời thôi. Nhưng mà cái tâm mà hướng về cái nẻo xấu, hướng về cái điều sai quấy đó, nó hại mình, hại thân nhân mình, hại bà con quyến thuộc, rồi ở tương lai nữa, mình chết thì xong rồi. Nhưng mà nếu mình hướng về một cái điều gì sai lầm, đâu phải mình khổ không đâu, thấy không? Người thân mình khổ à, rồi biết bao nhiêu những người, những cái hệ lụy. Có một cái bài kinh gọi là bốn điều không tránh khỏi. Thì một hôm Đức Phật ngồi thiền, thì Đức Phật mới trong cái thiền định tĩnh lặng đó,
thì ngài mới nghe được bốn ông tiên nói chuyện. Thì tiên thì thường thường là có thần thông, biết bay biết nhảy vậy đó. Thì bốn ông tiên này ông mới nói, ông mới ngồi bàn với nhau nói, thí dụ như một ngày nào đó tử thần tới với mình đó, rồi mình làm sao? Thì ông tiên thứ nhất nói, tôi không lo, tại vì tôi có thần thông. Thì tôi làm cái gì? Tôi có thể bay đi, tôi bay đi khắp trong hư không này thì tử thần nó rượt không kịp. Rồi ông thứ hai mới nói, tôi cũng không lo, tại vì tôi có thể chạy vô chỗ đông, tôi lẫn ở trong đám đông thì tử thần nó kiếm không ra tôi. Ông thứ ba mới nói, tôi cũng không lo, tại vì tôi có thần thông, tôi lặn dưới biển nó cũng không kiếm được tôi. Ông thứ tư mới nói, tôi cũng không lo, tại vì tôi chui vào trong núi nó cũng không kiếm được tôi. Thì bốn ông tiên ông bàn vậy đó. Nhưng mà không ngờ mấy ông nói xong rồi thì tử thần đã tới, bốn ông rụng càng, rớt thần thông chết hết. Thì ở đây một câu chuyện chỉ để nói gì, tiên hay là không tiên gì cũng vậy, một khi cái vô thường nó đến, cái sự chết nó đến thì không ai tránh được. Cho nên kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà. Tức là cứ nói cái nguy hiểm nhất là cái tâm của mình, tại vì cái tâm mình nó mới dẫn mình đi vào cái con đường sai quấy. Rồi cái tâm hướng tà đó, vì vậy cho nên khi mình tu tập á, mình tu cái gì? Mình tu cái tâm. Bây giờ quý vị thấy nè, mình để hình Phật lên mình thờ nè, rồi mình tụng kinh nè, mình thọ giới nè, mình ăn chay nè, tất cả những cái đó nó không ngoài nó giúp cho cái tâm mình nó thuần. Tại vì khi cái tâm mình mà nó thuần á, là được gì? Nó gạn lọc. Thường thường người ta làm vàng á, là vàng đãi từ đâu? Đãi từ bụi, đãi từ cát. Mà khi mà từ cái cát bụi đó, từ cái tạp dơ đó mà chúng ta gạn ra được vàng, mà một khi nó thành vàng rồi thì nó làm sao? Nó không có thay đổi chất, phải không? Cho nên gọi là thuần. Cát bụi rác đó, cái đó có thể lọc lại thành vàng. Một khi nó thành vàng rồi thì nó không trở về cát bụi nữa. Thì ở đây đưa một cái ví dụ giống như tâm của mình vậy đó. Tâm mình chưa thuần thì mình gạn lọc, mà một khi tâm mình thuần rồi thì vững chãi, không có cái gì mà có thể làm cho mình lung lay được. Vì vậy mà Đức Phật dạy cái câu kinh Pháp Cú này. Và cái câu Pháp Cú thứ kế đến: điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Nó hơi ngược lại với câu trước. Nghĩa là kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, nhưng mà cái đó nó cũng không có nguy hiểm bằng cái tâm hướng tà. Rồi ngược lại câu này nói rằng cha mẹ, bà con cha mẹ không thể làm gì cho được mình, chỉ trừ khi nào tâm mình hướng thiện. Ví dụ bây giờ mình làm một cái điều gì đó, cha mẹ có thương cũng không làm gì được, cứu gỡ được. Như là mình bệnh, mình chết, có tiền đó, nhưng mà nhiều khi có tiền mà không mua được thuốc. Có được cái sự có tiền mà mình mua được cái đồng hồ đeo, nhưng mình đâu có mua được thời gian. Rồi mình mua được cái bảo hiểm mà đâu mua được sự an toàn. Cho nên chỉ có tâm hướng thượng. Thì tâm hướng thượng là gì? Thứ nhất á, nó có ba việc. Nó có hai việc á. Một á, là cái tâm mình phải hướng về cõi lành. Thứ hai á, là cái tâm mình phải có lập trường chân chánh. Mà khi mình lập trường chân chánh rồi, mình hoan hỷ với cái lập trường đó. Thí dụ như trong cuộc sống này thiếu gì những cái sai lầm mà nó chiêu dụ mình. Nhưng mà thường thường những cái đó mà khi nó chiêu dụ thì nó đâu có bao giờ nó nói nó sai. Nó luôn luôn hấp dẫn. Và khi mình rơi vào trong đó rồi thì sau đó mình phải quay cuồng theo nó. Thân tứ đại phải quay cuồng theo vận hội. Giống như mình rớt trong cõi người rồi thì mình phải một cái chu kỳ. Phá hoài ví dụ như mình chưa có gia đình thôi, thì mình có một cái vận hội của một người độc thân.
mình lăn lóc trong một người độc thân. Nhưng một khi mình có vợ có chồng cho mình đi vào một cái ngõ ngách khác, cái bắt đầu mình phải vận cuộn theo cái sự có vợ có chồng. Rồi không có con thôi, mà hãy có con rồi thì phải làm sao? Mình phải chạy theo cái vận cuộn đó. Cho nên một khi chúng ta rơi vào trong một cái khoảng cuộc sống nào rồi thì đều có phải những cái xoáy đó. Vậy ở trong cái xoáy đó, chúng ta biết định lại và hướng cái tâm mình. Thứ nhất á, đây là 10 pháp mà có thể giúp cho tâm mình hướng thiện nè. Một là bố thí nè, hai là trì giới nè, ba là hành thiền nè, bốn là cung kính bậc trưởng thượng nè, năm là phục vụ nè, tức là phụng sự đó, sáu là mình hồi hướng phước lành nè, bảy là mình hoan hỷ với phước mình có nè, và mình hoan hỷ với phước báo của người khác nè, tám là mình nghe giáo pháp, chín là mình truyền bá giáo pháp, mười là mình làm lớn lên cái chánh kiến của mình. Thì bây giờ á, thứ nhất là bố thí là dễ rồi, quý vị biết rồi, giúp đỡ, chia sẻ. Thứ hai là trì giới, thứ ba là hành thiền. Hành thiền là gì? Mỗi ngày mình phải có tu tập. Quý vị có thể thiền bằng một thời kinh, quý vị có thể thiền bằng thời niệm Phật, quý vị có thể thiền bằng lại sám hối, quý vị có thể thiền bằng trì chú. Tại vì khi chúng ta làm cái gì mà chúng ta hết tâm ở trong đó thì nó đưa mình tới cái thiền hết á. Chữ thiền là gì? Là tĩnh lặng. Thí dụ mình niệm Phật mà tâm mình không nghĩ gì hết, mình chỉ biết câu niệm Phật, nghe rõ ràng mình niệm Phật, đó là thiền. Mình ăn trong chánh niệm, ví dụ mình ăn cơm với gia đình mình, tắt cái tivi đi, cất cái điện thoại qua bên đi, đó mình ăn cơm thiền đó. Còn mình ăn cơm mà mình mở tivi rồi mình để cái phone kế bên, nó tinh cái mình ngó một cái, mà trong khi đó người trước mặt mình không ngó. Cho nên ngày xưa tổ ngài Triệu Châu á, có một ông đó, ông tới ông cũng hỏi ngài lung tung lắm. Ngài chỉ trả lời một câu thôi: khi tôi sanh ra tôi có được một cái áo nặng 7 kg. Trời ơi, đâu có cái áo nào mà nặng 7 kg. Hay là có một cái áo mà ngài muốn nói ra là gì? Khi mình sanh ra mình thọ cái thân này, và cái thân này đang trước mặt đây, cái 7 kg mà ngài muốn nói chính là cái áo đó, là nói cái thân mình đó. Đấy, mình sanh ra là mình có một cái chiếc áo, cái áo mình mặc này là cái che thôi, chứ còn cái thân này là một chiếc áo, mà chiếc áo này nó sẽ dần cũ mục để đi đến cái hoại diệt. Cho nên các vị đây nói bỏ thân như bỏ chiếc áo, hay là mình có chiếc thân này như một cái xe đi lâu ngày rồi nó thay đổi, rồi lâu ngày nó hết nhớt, hết xăng, hư hết, thì mình phải bỏ nó. Thì ý mà ngài muốn nói là nhận diện cái thân tướng đang trước mặt. Thì ở đây cũng vậy, chữ thiền nghĩa là khi chúng ta làm việc gì, chúng ta có cái ý thức vào cái công việc đó thì là thiền hết. Lại Phật cũng thiền, ăn cơm cũng thiền, uống nước cũng thiền. Có nhiều khi mình đi chợ về cái mình không đủ thiền á. Đi chợ về cái thức ăn mà tươi á, thì đem vô tủ gỗ, tủ khô cất, mà đồ ăn khô đem vô tủ lạnh cất. Rồi thậm chí quên mở tủ lạnh cất vô đó, hay là mở tủ đông cất vô đó, tới hồi mở ra thiếu gì những cái việc như vậy. À, cho nên là bố thí, trì giới, hành thiền, cung kính bậc trưởng thượng. Tại vì sao? Tại vì cung kính bậc trưởng thượng nghĩa là tâm mình luôn luôn khởi cái tâm cung kính. Mà hãy có cung kính thì nó, thường chữ cung là gì? Chữ cung là mình khum xuống vậy nè. Chữ kính là sao? Mình quý trọng. Hãy quý trọng là phải cung người. Cho nên là các thầy của tu cũng vậy, nằm như là cái cung vậy đó. Mà hãy ngồi là ngồi thẳng như là cái chuông, đi thì đi như con phụng, đi từng bước, đi thẳng thớm. Người nào mà đi mà chưa có thông dong là mình biết tướng đi đó chưa phải tướng đi của con phụng, tướng đi đó của con cua. Hành như phụng, tọa như chung, trụ như tùng, ngọa như cung. Khi đứng là đứng thẳng.
Cho nên cái chữ cung kính trưởng thượng là hễ ai mà mình quý trọng thì tự nhiên nó thể hiện cái sự cung kính. Khiêm cung nó cũng nghĩa là vậy. Mình khiêm nhường và mình cung kính. Mà hễ cái người mà có cái tâm cung kính thì bắt đầu nó khởi từ trong lòng và nó thể hiện qua cái hình tướng. Phục vụ. Phục vụ là một cái hạnh tốt. Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ là luôn luôn có cơ hội mình làm. Đó. Quý Phật tử mà về chùa Công Quả đó, mà Phật giáo thì chúng ta sẽ dùng cái từ Công Quả, còn mình dùng cái từ thông thường là gì? Đi phụng sự. Hồi xưa quý hòa thượng mình ở Việt Nam tổ chức những đoàn Phật tử thành ra những người thanh niên phụng sự xã hội. Nghĩa là mình sống không phải chỉ biết lo cho mình mà mình còn biết lo cho người khác, gọi là đi phụng sự. Mà cái khi mà chúng ta có phụng sự thì chúng ta thấy rằng mình sống mỗi ngày không có lãng phí. Còn trong Phật giáo thì mình dùng cái từ là công quả. Tại sao gọi là công quả? Mình đem hết tất cả những cái công phu tu tập mình thể hiện vào trong mỗi cái việc làm đó để nó đưa đến kết quả. Đi vô chùa mà là rửa chén, rồi quét nhà đó là cả một công phu đó. Tại vì sao? Có thể người ta không có thích cái kiểu mình rửa chén. Mình sắc cái củ này, củ khoai, củ cà rốt này, người ta đổi ý, người ta không muốn kiểu này. Đang sắc vậy cái người khác tới nói tại sao không khắc kiểu kia. Mà mình thể hiện được tất cả cái nhẫn nại của mình, cái khiêm cung của mình, công phu lắm. Cái chữ công đó là cái công phu tu tập từ bi, nhẫn nhục, hỷ xả, bao dung gì đó. Tất cả những cái gì mình học nó thể hiện trong một chữ công đó hết. Mà hễ mà mình thành tựu được cái đó gọi là công đức. Cái gì mình sống á, mà mình sống thiện đó, cái gọi là công đức. Còn mình chỉ cho người ta bên ngoài thôi, cái đó gọi là phước đức. Thí dụ mình ta đói bụng mình cho cơm ăn, phước thôi. Nhưng mà mình đưa cái hộp cơm người ta cho người làm sao để người ta cảm nhận được cái sự gọi là quý ba quý mến của mình khi đưa cái hộp cơm đó là công đức. Thành thử trong một cái sự việc đưa một hộp cơm mà chúng ta có cả hai phước, một là công đức, hai là phước đức. Một cái ly nước mình rót, một cái việc mình làm, nhiều khi mình chỉ thể hiện cái tướng thôi thì đó nó được có một phần thôi. Cho nên phụng sự đó là một cái điều mà làm, mà khi mình cái tâm mà thường thường á, mình muốn để tôi giúp, mà khởi cái tâm giúp là cái tâm hướng thượng, cái tâm chân chánh. Cho nên khi mà tâm mà hướng thiện rồi thì tất cả những cái kia nó chuyển hóa hết. Thứ sáu là hồi hướng phước báo, tức là mình có mình chia sẻ với mọi người. Chia sẻ nó cũng có nhiều loại lắm. Chia sẻ chỗ ở, chia sẻ vật thực, chia sẻ pháp lành. Cái gì mình hiểu biết được, mình nghe hay được, mình chia sẻ với người ta. Thứ bảy là hoan hỷ phước báo với người khác. Cái này cũng là cái phước này. Cái phước này gọi là phước tùy hỷ. Có nhiều khi mình không được cái đó, nhưng mà người khác được, đừng có ganh. Mà mình phải tùy hỷ, mình phải vui. Có một cái em đó, sống trong gia đình đó, không có được tình thương của cha mẹ. Thì khi cái em đó về chùa đó, thì các thầy các cô rất là thương. Tại vì biết em này đó, sống trong gia đình và từ cha mẹ cho đến anh chị em thường có những cái thái độ và cái cách sống làm cho em đau khổ lắm. Và em chỉ về chùa mới có được cái niềm vui và có tình thương thôi. Thì em có một cái người bạn đi chùa chung. Và khi thấy bạn mình được các thầy các cô thương để cho bạn mình đỡ tủi thân, đỡ cảm thấy rằng mất niềm tin vào cuộc sống, thì em này rất là hoan hỷ. Rất là hoan hỷ. Và luôn luôn khi thấy các thầy các cô đối tốt với vị đó thì em này vui, vì thấy rằng bạn mình ít nhất cũng tìm được một nơi. Còn mình đầy đủ rồi, mình cũng được có cha có gia đình thương, mình cũng được về chùa. Có thể nhiều khi thầy cô đó chú tâm cái em khổ kia hơn, quên mình chút cũng không có gì trở ngại. Nếu mình làm được cái đó, cái đó gọi là tùy hỷ với phước của người khác.
Mà quý vị thấy ngồi đây mỗi người mỗi phước à, không ai phước giống nhau. Thậm chí cùng một căn bệnh mà có người khỏe hơn, có người mệt hơn, có người hợp thuốc, có người không hợp thuốc, có người được chăm sóc, có người không được chăm sóc. Cho nên tất cả đều tùy vào cái phước nghiệp của mỗi người. Mình ganh cũng không được gì, mà chẳng qua là nếu mình ganh đó, chẳng được gì mà còn tổn nữa, còn tổn thêm cái thiện lành của mình nữa. Thứ tám là gì? Nghe giáo pháp. Mình có nghe thì để làm gì? Nghe để khai mở. Ngày hôm qua Pháp Hòa có truyền năm giới cho một anh Thiên Chúa giáo. Bây giờ là một ngày 2 tiếng đồng hồ nghe pháp. Và vừa càng nghe càng thấm, càng nghe càng thấm, và phone qua khoe với thầy. Gia đình con bây giờ đầm ấm hạnh phúc, tại vì bây giờ tất cả đều tu tập. Anh mới kể cái chuyện vui. Anh nói thầy là cứu tinh của con. Hỏi cứu tinh sao? Bữa nào mà con làm gì sai mà con biết vợ con sẽ hầm hừ với con, cái con canh bà sắp về cái con mở thầy lên giảng. Cái bà về bà nghe thầy giảng, cái bà đi lên lầu luôn, bà không nói gì hết. Cái ta tối cái quề. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói người mà nghe pháp có 5 cái lợi. Một á, sẽ biết được những điều chưa biết. Đúng không? Có những cái mình không biết nhờ nghe pháp được biết. Thứ hai là mình sẽ rõ ràng được những điều mình đã biết mà biết chưa có chính xác. Có những cái mình biết à, nhưng mà hình như mơ mơ màng màng, mơ hồ thôi chứ chưa. Điều thứ ba, sạch cái tà kiến, được cái chánh kiến. Thêm hiểu biết, tăng sự hoan hỷ. Có nhiều khi hồi xưa giờ mình làm việc đó mình không biết, nhưng mà bây giờ mình nghe điều đó rồi mình hoan hỷ vô cùng. Cho nên nghe pháp được 5 lợi. Quý vị cứ nhớ là mình nghe pháp cũng giống như là mình ăn thức ăn cho tinh thần vậy đó. Còn mỗi ngày mình ăn cơm, ăn cháo, uống nước vậy đó, là cái đó nó mới có bổ thân thôi. Nhưng mình nghe pháp sẽ bổ tâm. Nếu ai không có thời giờ nghe nhiều thì nghe 30 phút. Rồi mai mai mình lại nghe tiếp. Là mình không có thời gian nghe ở nhà thì mình nghe trên xe, trên đường mình đi làm. Rồi hoặc là mình không có thời gian thì mình nghe trong khi mình làm việc. Được hết á. Thật ra thì mình ngồi nghiêm trang mình nghe thì nó sẽ rót vào nhiều hơn. Nhưng nếu chúng ta không có thời gian thì chúng ta hãy lựa cái khoảng trống nào mà có thể làm được. Điều thứ 9 là gì? Là mình truyền bá giáo pháp. Điều thứ 10 là mình làm cho mình có được cái chánh kiến. Ở đời một trong những cái mà mình hạnh phúc và làm cho người khác kính nể mình là vì chúng ta có cái chánh kiến. Tại sao? Vì chúng ta có cái thấy đúng thì chúng ta sẽ hiểu biết đúng và chúng ta sẽ nói những lời đúng. Từ một cái đúng nó dẫn mình đi tới những cái đúng khác. Cho nên không ai có khinh thường mình được, không ai có những cái thái độ khinh suất mình được. Bởi vì sao? Bởi vì mình có được cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Và ba cái đó đó nó liên kết với nhau. Căn bản nhất, khi có cái thấy đúng đắn thì suy nghĩ sẽ đúng đắn, gọi là chánh tư duy. Và vì thấy đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn cho nên sẽ đưa đến lời nói đúng đắn, gọi là chánh ngữ. Đó là chưa nói tới mình sẽ tạo những cái nghiệp chân chánh, gọi là chánh nghiệp. Chưa nói là mình siêng năng tinh tấn, gọi là chánh tinh tấn. Năm nay mình tụng kinh Dược Sư 49 ngày. Thì mỗi lần, thật ra thì hơn 30 năm nay, năm nào mình cũng tụng Dược Sư 49 ngày, từ mùng 1 Tết đến lễ Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 2. Nhưng mà đặc biệt là năm nay á, là tất cả những chương trình tụng kinh của chùa đều đưa lên trên cái livestream cho Phật tử theo dõi. Thì Pháp Hòa nhận rất nhiều thơ, rất nhiều phone của Phật tử ở khắp nơi mà được lợi lạc bởi những cái buổi lễ Phật trì kinh như vậy. Và các vị thấy được một cái sự chuyển hóa rất lớn ở trong đời sống của các vị. Và có vị nói là chưa bao giờ biết Phật Pháp, chưa bao giờ biết tụng kinh, chưa bao giờ biết nghe Pháp. Thậm chí có Phật tử em Minh Tinh đây, biết chùa vậy lâu lâu Tết nhất đồ ghé, nhưng mà chưa bao giờ theo dõi một chương trình tu tập hay tụng niệm gì hết.
Nhưng mà lần này ở tại nhà vẫn có thể theo dõi được, cho nên các vị đã đi theo những chương trình đó và thấy có nhiều cái niềm vui. Và tự nhiên cái vị đó nói bây giờ mình trong khoảng một năm nay, cái sự hiểu biết của mình về cái con đường tu tập của mình, về cái đạo mà mình đang tín ngưỡng mình đi theo, nó rõ hơn ngày xưa nhiều lắm. Hồi xưa mình cũng đạo, mình cũng nói mình đạo Phật vậy, nhưng mà cái đạo Phật nó mơ hồ, và cảm giống như mình chỉ nghĩ là ở đây là tôn giáo, mình cúng bái vậy thôi. Nhưng mà bây giờ biết Phật Pháp nhiều hơn, cho nên mình nghe Pháp nó làm cho cái chánh kiến của mình nó tăng trưởng. Thì thưa đại chúng, hai cái bài kệ này thì Đức Phật nói: oan gia hại oan gia, kẻ thù gặp kẻ thù, không bằng tâm hướng tà. Bởi vì tâm hướng tà rất nguy hiểm. Pháp Hòa ví dụ ha, con cái của mình đó, kệ nó thà là nó trơn chất, nó đơn thuần, nó khờ khạo vậy đó, thà là vậy đi, còn hơn á mà nó sống nó mưu mô nó giả dối, không thèm. Cho nên là nhiều khi mấy vị nói mấy thầy ở chùa hơi cái kiểu như là lành quá, Pháp Hòa nói kệ, nó lành hơn là một đứa mà nó sống mà cái đầu của nó mưu mô quá, nó toan tính nhiều quá, không tốt. Tại vì sao? Quý vị để ý coi, hễ người nào mà cái tâm hướng tiền là tối ngày cứ tính toán, đụng chuyện gì cũng nói tiền, cái riết cái người đó, cái tình cảm họ sống với người ta xung quanh đó, ta nói thôi đừng nói chuyện với người đó, người đó đụng chuyện nói tới là tiền bạc đó. Nó tùy cái tâm mình hướng cái gì thì mình nói cái đó, cho nên nguy hiểm. Cái tâm hướng tà, hướng xấu, chữ tà là lệch thôi, chữ tà là nó sai quấy, nó lệch. Thật ra nếu mình hướng về cái gì không hay thì luôn luôn. Bây giờ mình nói một cái đơn giản thôi, ví dụ như một khi mình giận ai là luôn luôn mình cứ hướng về người đó, mà nó khổ vậy đó. Mình thường thường ví dụ như trong đại chúng đây, mình vô đây mình ngồi, mình không có gì với ai hết trơn á, chứ mình ngồi tỉnh bơ à, ai ngồi đâu cũng quản, chẳng quan tâm. Nhưng mà một khi mà cái người mình không ưa rồi mình hay kiếm lắm, ngó vòng vòng coi nó ngồi ở đâu, nó lạ vậy đó. Cho nên cái gì mà nó không thích là mình hay hướng về cái đó, mà chính cái đó nó dẫn dắt mình đi tới khổ. Các vị nào mà bị bệnh cũng vậy, đừng có tối ngày cứ suy nghĩ tới cái bệnh của mình, nó làm cho mình bệnh hơn. Thí dụ mình nói là mình bệnh nan y đi, nhưng bây giờ mình còn đang khỏe được, mình đang làm được gì, vui vẻ mình sống với mỗi ngày như vậy. Người đời ai cũng chết mà, chết mục tiêu cuộc đời. Đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi. Ở bên hệ phái khất sĩ, ta đi cầu siêu, ta không cần tụng chú vãng sanh, không cần tụng Nam Mô A Di Đà bà dạ, tụng cái bài đó đó: muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt, sanh tử như thủy triều, diệt tận chân phúc hiện, thác bền sống không bền. Người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời. Đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Nhìn xem thể phách hoại, xác như gỗ mục hư, tánh thanh tịnh chân như, niết bàn vô sanh diệt. Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe, mỗi khi Pháp Hòa ghi danh sách cầu an cầu siêu vậy, năm nào cũng có chuyển sang nhượng hết á, năm nào cũng có. Cái vị đó nói xin thầy cho con vô gửi người thân vô danh sách cầu an, cái đâu mấy tháng sau, tuần sau, năm sau vậy, xin thầy chuyển qua cầu siêu. Thật ra cái danh sách cầu an á là thay đổi luôn luôn, còn cái danh sách cầu siêu là không có thay đổi. Một khi mình vô danh sách đó rồi là không có thay đổi, còn cái danh sách này thay đổi à. Danh sách cầu an là phải update luôn luôn á, còn danh sách cầu siêu mà chuyển qua rồi là không có thay đổi nữa. Cho nên Pháp Hòa mới nói á, Pháp Hòa tuần rồi Pháp Hòa kể đó, mình ở cái nhà đó, thôi đó nghe, kỳ này là thôi đó nghe, cái nhà này thôi đó nghe, chưa đâu, có tiền tính nữa. Nhà mình ở có thay đổi nghe, có cái lộn nó không có đổi á. Xuống đó rồi là ở đó luôn. Thật ra nhiều khi mình có tư duy, mình quán chiếu,
cái tâm của mình, cái đó là cái sanh diệt. Tại vì sao? Tại vì cái đó là cái thay đổi. Hôm nay mình học hai câu cuối của kinh Pháp Cú phẩm tâm là câu 43, xin 42 và 43 là kết thúc cái phẩm này. Rồi hôm khác mình sẽ học qua phẩm thứ tư. Mình học được 3 phẩm 43 câu rồi. Thì xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng an lạc. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú câu thứ 41 ở trong phẩm thứ 3, phẩm tâm. Thì có một hôm Đức Phật đi ngang một cái căn phòng của một thầy, thì từ ở trong phòng đó nó bốc một cái mùi hôi từ trong phòng ra. Thì Đức Phật đi vào thì Đức Phật phát hiện rằng có một thầy đang nằm ở trên giường bệnh, và thân thể thầy hôi dơ mà không ai chăm sóc rửa ráy. Thì Đức Phật mới hỏi rằng khi thầy bệnh, thầy bệnh bao lâu rồi? Nói dạ con bệnh cũng mấy tháng rồi. Có ai chăm sóc thầy không? Nói dạ cũng có sơ sơ, mà giờ ai cũng mòn mỏi, tại vì cái bệnh thầy là bệnh máu mủ từ trong cơ thể thầy nó đi ra. Thịt chân thầy có những cái chỗ nó lở, nó thúi lên, giờ ai cũng gớm nhòm, không ai dám tới chăm sóc. Thì Đức Phật mới hỏi vậy chứ khi mà thầy còn khỏe đó, thầy có thường chăm sóc ai không? Nhưng khi người ta bệnh, nói dạ nói thật với Đức Thế Tôn chứ hồi nào giờ con mấy huynh đệ sống chung phòng, con bệnh bệnh chứ con không có quan tâm. Thì Đức Phật nói thì cái nhân vậy đó, cho nên giờ cái quả nằm đây nè. Cái nhân mình sống mình không biết quan tâm đến ai, rồi bây giờ thì khi mình bệnh cũng chẳng ai quan tâm tới mình. Có một anh Phật tử, ảnh đi dự một cái lễ của một vị thầy này, nhận cái lễ trụ trì. Thì anh mới nói trời ơi, thầy này không có bình thường, không có famous, không có gì hết, mà sau cái lễ của thầy lớn quá chừng luôn, ai cũng tới dự hết. Thì hỏi ra mới biết là bình thường khi thầy còn trẻ, thầy còn là một chú tiểu đó, cho tới bây giờ bất cứ chùa nào ở trong cái vùng đó mà cần thầy là thầy tới, thầy giúp hết mình, mà thầy không bao giờ thầy tính thầy kể, mà thậm chí cúng dường thầy cũng lấy. Cho nên ngày nay thầy lớn lên, thầy nhận cái trụ trì một cái chùa, mà ai nghe tin cũng chạy tới chúc mừng cúng dường hết. Cái nhân cái quả đó. Có nhiều khi có một thầy đó, Pháp Hòa biết nữa, bất cứ dỗ quải của các vị hòa thượng, thầy biết được là thầy đi tới, thầy không cần đợi mời. Vì thầy quan niệm rằng á, dỗ của quý hòa thượng là như quý hòa thượng như thầy của mình. Khi quý ngài còn sống, mình kính quý ngài như thầy mình. Bây giờ quý thầy ngài mất rồi, thì đến ngày dỗ của quý ngài, mình là bổn phận đệ tử, con cháu mình phải tới mình cúng, mình lễ không cần phải mời. Cho nên thầy chẳng cần cái chùa đó mời thầy, thầy cứ đi tới cúng. Vậy mà khi mà thầy có việc một cái, rồi thầy còn nói nữa chứ, thầy nói lúc mình sống ai chết mình cũng không tới hết á, thành thử tới phiền mình nằm xuống ai tới thăm, phải không? Thành thử Pháp Hòa hay nói với đại chúng, khi mình đi công phu đi hộ niệm cho người mất á, đừng có đợi quen mới đi. Đa số là mình đi hộ niệm người mất, hỏi quen không? Quen mới đi. Thành thử ra mình biết rằng hộ niệm là một công đức rất là lớn. Tại vì khi mình đến đó mình tụng kinh á, cái sự có mặt của mình á, đã là một sự an ủi ấm áp cho gia đình. Bên cạnh đó đó, mình đọc lên cái lời kinh theo cái ý nghĩa là mình đọc cho người mất nghe, nhưng mà thật sự chính thức mình thấy trước mắt là ai nghe? Người sống họ nghe. Mà người sống họ nghe, họ khai mở, họ hiểu, tự nhiên họ tu tập. Cũng giống như Pháp Hòa nói chủ nhật này nè, mỗi chủ nhật nè đó, có những người á, không bao giờ đi chùa, hoặc là lâu lâu mới tấp vô chùa một chút thôi, chứ có đời nào khi khổng khi không mà tấp vô đây mà ngồi nghe mấy ông thầy lải nhải đâu. Người thân mất á, tới đây cúng thất mới ngồi. Rồi nhờ ngồi vậy nghe gì? Nghe được đạo lý,
rồi từ đó mới thấm hiểu đạo Phật là sao, tu tập là gì, chuyển hóa. Thành thử ra mình nói là tụng cho người mất thì thật sự có chứ không phải không. Nhưng mà trước mắt của mình là mình biết họ tới đây hồi nào, họ nghe rồi họ đi thì sao mình không thấy. Nhưng mà cái người thân của họ đang ngồi đây nghe kinh học pháp là đúng rồi đó, có rồi đó. Như vậy thì kinh Địa Tạng nói đâu có sai. Trong 7 phần công đức người chết hưởng 1 phần, 6 phần còn lại là người thân, đúng không? Người thân lợi lạc nhiều hơn. Đếm sơ sơ coi, được đi chùa lại Phật nè, được nghe pháp nè, được đọc kinh nè, được ăn cơm nè. 6 phần công đức, trong 7 phần công đức mà người chết hưởng 1 phần, 6 phần còn lại là người thân. Thật ra cái đó rất thiết thực, là vì người còn sống mình nghe, mình hiểu, mình chuyển hóa, mình tu tập. Mà khi mình chuyển hóa, mình tu tập á, tự nhiên tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó siêu. Chữ siêu là gì? Chữ siêu là từ ở bên này, từ cái bờ cõi này mình qua bờ cõi kia thôi. Ví dụ như hồi sáng nay buồn quá, khổ quá, nhờ đi chùa tụng được một bài kinh hay quá chừng luôn. Biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại, vẫn thấy rằng bến giác còn xa. May thay trong cõi ta bà, đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ. Nay chúng con một lòng nguyện vây về nương tựa, nguyện xin làm đệ tử Đức Như Lai, hợp nhất thân tâm quỳ dưới Phật đài, buông hết trần tâm một lòng quy kính. Xin tiếp nhận diệu pháp, tinh chuyên tu tập mỗi ngày, nuôi giới định lớn lên, quả bồ đề một mai thành tựu. Đọc xong tâm thư nhẹ nhàng. Ủa, cái cảnh giới khổ đau nãy nó đâu rồi? Siêu rồi. Chữ siêu là vậy đó. Người ta đang khổ, nó đi cầu siêu, nghĩa là họ đang ở cảnh khổ, giờ mình tụng cái họ giải thoát, họ qua được cái chỗ khác gọi là siêu. Vậy thì chúng ta cũng có siêu vậy, chứ đâu phải đợi mình chết mình mới siêu. Bây giờ mình muốn biết cảnh giới của người chết siêu làm sao không? Thực nghiệm ngay bây giờ, ngay trong đời sống này. Hôm nào mình buồn, mình khổ, mình lo lắng, mình buồn phiền, bữa nào mình hết cái đó rồi, cái trạng thái mình nó thư thới, nó nhẹ nhàng, mình sẽ experience, mình sẽ kinh nghiệm được siêu của cái người mất ra làm sao, trạng thái của người mất ra làm sao. Sở dĩ người mất không siêu là tại sao? Là vì dính mắc chứ có gì đâu, chấp. Cho nên á, sống cũng chấp mà chết cũng chấp. Sống á, thì chấp nhà, chấp cửa, chấp danh, chấp lợi, chấp hơn, chấp thua, đủ thứ. Chết chấp gì biết không? Trời ơi, bỏ nhà lại, bỏ tiền, bỏ của lại, bỏ cháu, bỏ con lại, cũng là một dạng chấp. Chấp nghĩa là dính mắc, là attachment. Vậy thì trong cuộc sống này, người sống, người chết gì, cái khổ là do mình chấp thôi. Hồi nãy thầy Đức Tạng nói cái bài kinh tên là kinh Kalama. Thật ra không có bài kinh gì, không có Kalama kinh. Kalama là tên của một ngôi làng, một cái dân chúng ở đó. Và người ta có tự là, và cái dân ở đó người ta tin vào một cái điều rằng, người ta có niềm tin, thì Đức Phật mới nói rằng các vị đừng tin những gì dù cái điều đó người ta truyền tụng. Tại vì sao? Tại vì nó có thể thay đổi đó. Có nhiều khi con mắt mình chính mắt thấy chưa chắc đã là thật nữa. Pháp Hòa có ngồi trên một cái tảng đá chụp hình lâu rồi, mười mấy năm trước rồi. Thì do ai đó không biết, họ lấy cái hình mình á, họ để, họ vẽ thêm cây bồ đề, họ để ở Pháp Hòa ngồi lấy cái hình đó, họ để dưới cốc cây bồ đề, rồi họ vẽ thêm cái vòng hào quang nữa. Mà tự họ vẽ chứ Pháp Hòa có muốn đâu, phải không? Vậy cái thì xong, cái có thể là do họ thương quý mình quá, rồi họ làm những cái hình ảnh như vậy. Thì có một sư cô kia chửi mình chứ. Trời ơi, ông thầy này ngạo mạn quá. Bữa nay dám không dám nói mình là Phật. Nói chơi vậy thôi, mình nghe mình cũng chẳng buồn, chẳng vui, bình thường. Tại vì cái người mình, người ta nhìn vô ta biết hình này Photoshop. Mà mình là người biết chính xác luôn, cái hình này mình chụp ở đâu, chụp vào lúc nào. Và mình không bao giờ mình tự ý mình như vậy. Hồi nãy thầy Đức Tạng cũng có nhắc đó, sau này quý vị mà có coi hình ảnh gì của ai, thấy cái gì mà phải cẩn thận. Nhiều khi bây giờ người ta giỏi gì mấy cái đó lắm. Những chữ câu mình nói người ta có thể cắt ráp đủ thứ hết. Cho nên chính mắt thấy còn chưa chắc, chứ huống chi là mình nghe người ta đồn đại. Cho nên cái dính mắt
mà một phần là do chúng ta dính vào mà chúng ta không thấy được cái toàn vẹn của nó, tất cả chỉ là cái tạm thôi. Thì Đức Phật mới đến thăm thầy này, xong rồi thấy thầy bệnh như vậy đó, và cuối cùng Đức Phật chăm sóc thầy. Đức Phật đi nói thầy A Nan múc nước, nên Đức Phật lấy khăn rồi nhúng khăn rồi lao mình thay y rồi cho thầy. Thì các vị mới nói trời ơi, Mô Phật tội chết, thầy Đức Phật là bậc thầy mà tại sao làm như vậy? Đức Phật mới nói dù cho là một người thầy, một bậc giác ngộ cũng vẫn phải đi tìm phước. Nghĩa là không có từ nan khi chúng ta được cái cơ hội làm phước cho ai. Bây giờ cũng vậy. Thí dụ quý thầy có làm gì quý vị mà trong khi quý vị đang cần, quý vị đừng có ngại gì hết á. Quý thầy làm được là quý thầy làm. Thí dụ như Pháp Hòa có thể đi lấy cái chén cho quý vị ăn cơm, không có gì trở ngại hết. Quý vị ngồi đó, quý vị có thể Pháp Hòa đi lấy chén cho quý vị ăn cơm, lấy đũa, thậm chí đi với cơm cho quý vị ăn cũng không có gì sai hết á. Đừng có sợ gì tội hết á. Đó là cái tình mình đối với nhau. Còn có những lúc quý vị cũng bới cơm cho Pháp Hòa ăn, thì có lúc nào Pháp Hòa cũng sẽ bới cơm cho quý vị, chuyện bình thường. Cho mình đừng có sợ là ô thầy lớn thì bới cơm cho tôi thì mang tội tổn phước, không có gì hết á. Thậm chí nhiều khi mình nói chuyện cái mình Phật tử hỏi gì cái nói dạ, thôi thầy đừng có dạ tôi tội. Ôi trời, dạ là cái tiếng bình thường, mà nếu nói đúng hơn là tiếng lịch sự, không lẽ nó ừ. Đó, mà nếu mà ừ cái nghe làm sao, trời thầy thố quá, nói chuyện không dạ. Thành thử ra cũng là một tiếng thôi. Ừ cũng lạng tiếng, dạ cũng lạng tiếng, nhưng mà thà mình dạ đi, nghe dễ chịu. Mà một tiếng dạ đó nó xuất phát từ mình, nghĩa là nơi mình có cái sự nhẹ nhàng đó mình mới lưu ra được. Cho nên tất cả đều là cái phước hết. Mình nói ra một câu mà người ta nghe người ta thoải mái cũng là phước. Mình nói một câu mà người ta nghe người ta bực bội, mất phước. Mà trong khi đó mình cả rổ vốn liếng chữ nghĩa rất đẹp, rất hay, ta sao không nói không? Thành thử ra Đức Phật nói tuy tôi là thầy, là bậc, là một vị giác ngộ, nhưng cũng vẫn đi bòn phước. Mình tu là mình tu bòn, tu mót mà. Điều thứ hai, Đức Phật mới nói cái nhân quả cho thầy nghe. Và cuối cùng Đức Phật đứng ngay đầu giường, Đức Phật thuyết cho thầy, vị thầy tỳ kheo bệnh này một câu pháp cú. Và đây là cái câu mà Đức Phật đã nói cho thầy này, để thầy quán chiếu, xả ly được cái bệnh tật. Tại vì thầy này là bệnh không có hết. Bệnh thảy là một dạng là lở loét mà máu mủ mà nó chảy ra, cho đến đau nhức, cho đến thúi thịt mà chết thôi chứ không có hết. Cho nên Đức Phật dạy cho thầy quán. Và đây là câu kinh nè: không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Đó là cái kệ ha. Còn cái câu trường hàng là: thân này thật là ngắn ngủi, nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài dưới ba thước đất, vô ý thức, bị vứt bỏ như khúc cây khô vô dụng. Đơn giản vô cùng, nhưng mà thật là một cái đề mục quán chiếu cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày này. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, phải không? Pháp Hòa đi đám tang thường lắm, thì có khi thiêu, có khi chôn, mà lúc nào mỗi lần mà để cái quan tài vô trong lò thiêu hay hạ nguyệt xuống, lúc nào Pháp Hòa cũng có một cái tư duy: trời đất ơi, lúc mình sống mình quá chừng luôn, rồi cuối cùng nằm ra đây, ai muốn để kiểu nào cũng được, có quan tài cũng được, không có cũng được, đẩy vô đó bấm nút mấy tiếng sau. Mà lần nào đi đám tang mà cứ hễ đẩy quan tài vô là thiêu, là tự nhiên mình khởi những cái quán tiểu như vậy. Khi mà đi chôn á, lúc mà hạ nguyệt xuống rồi, cái Pháp Hòa hay tới và nhìn, rồi nhìn xuống vậy xong cái mình có một cái suy nghĩ: con người chúng ta có thể mình kiếm tiền, mình xây một cái nhà 500-700 ngàn mình ở, rồi cho là mình ở maximum là mình ở hết cỡ luôn, ở được 100 năm. Mà nói vậy thôi chứ hiếm lắm, hiếm ai mà ở cái nhà đó 100 năm lắm. Thành thử cái nhà mà mình xây 500-700 ngàn, thậm chí bạc triệu, rồi thì cũng ở thời gian nào thôi.
Nhưng mà cái lỗ này nè, cái lỗ đất dơ giấy, lỗ đất bình thường này nè, tốn có 3.500 bạc nè, ở vĩnh viễn. Đi tâm tạng qua, mỗi lần mà tới hạ nguyệt cái Pháp Hòa hay bước tới dòm cái, thì trong lúc đó cái đầu mình nó suy nghĩ, đây là cái nhà vĩnh viễn của kiếp người. Còn cái nhà mà chúng ta xây bạc triệu chúng ta ở đó, ở không bao lâu hết đó. Thật sự là nếu như mà mình quán chiếu, mình tư duy được vậy đó, trong cuộc sống này mình sẽ nhẹ được những cái mình không cần phải dính mắc. Nói như vậy không có nghĩa là mình sống như là cây gỗ không có biết cảm giác gì, không phải. Có buồn chứ, có giận chứ, có phiền não chứ, rồi thậm chí là nghĩa là mình nghĩ là mình không tha thứ được. Nhưng cuối cùng phải làm thôi, tại vì mình không tha thứ khổ mình. Mình còn giận là khổ mình, chứ không, cái người làm cho mình giận chưa chắc họ khổ à. Mà chưa chắc họ ăn năn hối hận à. Mà ngay từ cái ngày mình buồn họ là mình đã khổ rồi. Rồi mình buồn ngày này, mình lấy qua ngày khác. 10 năm trước buồn, 10 năm sau tuổi cao mà sao buồn nó không giảm. Thành thử ra rốt cuộc rồi thân bệnh luôn cả tâm bệnh, rồi ôm cả thân bệnh tâm bệnh chết, rồi chết vô dính mắc không siêu thoát. Quá tội. Thành thử ra mình phải tự mình, quý thầy tới cầu siêu cho mình là một chuyện, mình phải trợ duyên thêm cho quý thầy để quý thầy đẩy mình đi cho nó nhẹ nữa, là tâm thức mình phải nhẹ nhàng, người ta tụng người ta đẩy mình đi cho nó lẹ. Chứ còn mình nặng nề quá, một hai thời kinh đâu đủ đẩy. Còn vướng mắc còn đủ thứ hết. Cho nên không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Ở trong một cái bài phục nguyện á, thỉnh thoảng Pháp Hòa phục nguyện vào những cái bữa cuối cùng của đám tang, khi hạ nguyệt hoặc là khi đêm để về an linh, Pháp Hòa hay phục nguyện cái bài này: tâm hàm vũ trụ, đạo quán cổ kim. Cái tâm của mình á, nó gom cả vũ trụ, phải không? Cái gì cũng thâu vô tâm hết á. Và cái đạo lý này nó thấu suốt cả xưa nay. Đạo, cái đạo mà sống chết này nè, không phải bây giờ mới chết, xưa cũng chết, giờ cũng chết. Không phải giờ mới bệnh, xưa cũng bệnh. Không phải bây giờ mới có ung thư, ngày xưa cũng có ung thư mà ta không biết tên gọi thôi. Rồi ngày xưa cũng có đột quỵ, nhưng mà giờ hồi xưa không biết tên đột quỵ, kêu trúng gió. Ai mà nằm lăn ra chết cái trúng gió chết à. Đứng tim đứng gì cũng kêu trúng gió chết. Tại vì sao? Vì cái thời mình ở dưới quê không có ai kiểm chứng gì hết, chết rồi để nhà vậy thôi, không có chở đi. Ở đây là không được. Ở đây người nào mà chết mà không có lý do, không biết lý do là đều phải đi qua một cái trải nghiệm, đi qua đưa vô phòng thí nghiệm hết. Chính phủ sẽ không bao giờ chấp nhận cho mình cái giấy tử nếu mình đi chiêu thiêu đi chôn mà không biết nguyên do vì sao người đã chết. Lỡ ví dụ sáng ra mình ngủ mình thấy người đó nằm trong phòng ngủ chết, đều phải báo cảnh sát rồi báo cho cơ quan, rồi người ta đưa vô cái chỗ khám đó. Có nhiều khi nó mất 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần, đến khi nào có kết quả họ mới cho mình mang ra mình làm đám. Thành nữ là họ biết được nguyên do. Ngày xưa mình không biết, cứ chết trong nhà rồi làm đám thôi, không ai kiểm chứng gì hết, rồi cứ khai trúng do chết. Tâm hàm vũ trụ, đạo quán cổ kim. Cổ là xưa, kim là nay. Cái đạo lý sống chết này nó thông suốt cả xưa nay, không có bao giờ mà phân biệt. Kìa, biển dâu chi xá cuộc nổi chìm, bãi biển biến thành nương dâu. Ngày xưa chỗ đó là biển mà giờ là núi. Quý vị đi qua bên Colorado, Denver, nó có một cái vùng nó tên là Red Rock. Bây giờ cái vùng đó nó là những ngọn núi chập trùng, mà hình như là 3 triệu năm trước nó là đáy biển. Nó là cái đáy biển mà bây giờ nó là núi. Thấy không? Kìa, biển dâu chi xá cuộc nổi chìm, thăng trầm nổi chìm. Nọ sống thác quãng bao đời thay đổi, sống chết chết sống. Có một em 30 tuổi, 2 tuần trước em bị Covid
Rồi các Phật tử biết tin được, nhắn gửi qua chùa cầu an cho em. Ba mẹ thì gia đình rất là đơn chiếc, tội nghiệp lắm. Ngày hôm qua báo tin là em nó mất rồi. Thì Pháp Hòa mới liên lạc và nói quý cô coi coi gia đình cần giúp đỡ gì thì cho Hòa hay, rồi mình kiếm cách mình giúp. Tại vì bây giờ mẹ ôm hai người con, không có ba. Rồi một đứa thì mới đang bệnh. Rồi ngày hôm qua đây cũng có một cô ở bên Ontario, chồng đang bị stroke, vừa stroke xong quang vô bệnh viện bị dính Covid. Giờ bà vợ bị chết, chồng không có ra làm đám được. Gia đình tới chăm sóc làm sao, giờ dính luôn ba người, không có ai ra gì được hết. Liên lạc kìa biển dâu chi xác cuộc nổi chìm, nọ sống thác quảng bao đời thay đổi. Thân tứ đại mãi quay cuồng theo vận hội. Đất nước gió lửa là cái thân tứ đại mình đây. Thân đất nước gió lửa, cái thân này mà nó còn tồn tại là do đất nước gió lửa. Thân tứ đại mãi quay cuồng theo vận hội, cái đó là lời khai thị cho người chết á. Mà người sống nghe thấm không? Người sống nghe cũng thấm chứ. Bắt đầu mình khuyên người mất nè: thôi từ đây có chiếu đất màn trời. Chiếu đất màn trời là gì? Chôn đó à. Nằm xuống rồi chiếu đất màn trời, trăng trong gió mát, hương linh thải an giấc nghìn thu. Giấc ngủ nào cũng vài tiếng thôi, chỉ có cái giấc ngủ này sẽ ngàn thu. Cho nên trước sau cũng mình sẽ có một giấc ngủ. Phổ nguyện ngu miên an giấc điệp. Ngu miên là gì? Ngu miên là cái giấc ngủ con trâu. Ý muốn nói là cái mồ, cái mã. Tại vì ngày xưa trâu á, người ta chăn trâu nó hay ra mồ mã nó nằm. Mà thậm chí ngày xưa á, người ta đắp cái mộ đó, người ta đắp cái hình con trâu ngủ. Đó là mộ xưa đó. Bây giờ Việt Nam vẫn còn một vài nơi còn có giữ cái mộ đó đó. Quý vị nhìn vô là quý vị thấy là cái dáng của một con trâu nó nằm. Cho đó gọi là mộ ngu miên. Ngu là trâu, miên là ngủ. Mộ trâu ngủ. Mà ý nói là mồ mã chứ không có gì. Mà theo phong thủy ngày xưa thì trước sau gì mình cũng ở một cái chỗ ngu miên đó. Thì đó là cái lời nhắc nhở. Như hồi nãy mình đọc kinh gì, Hải Đảo Tự Thân, Đức Phật nói nhìn xuống đại chúng hôm nay tôi thấy một khoảng trống. Đó là vì hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên vừa nhập diệt không lâu. Các vị đừng vì sự kiện hai thầy mất mà quá đau khổ. Như một cái cây, hễ cây nào mà càng to lớn thì nó sẽ gãy trước những cành nhánh. Như một đỉnh núi, chỗ nào cao nhất chỗ đó sẽ sụp đổ sớm. Cũng như thế, trong giáo đoàn của người tu, thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên là hai vị lớn, thì hai vị này có mất trước cũng là chuyện đương nhiên. Tôi rồi đây cũng sẽ ra đi tuần tới đó. Cho nên ngày xưa kỷ niệm rằm tháng giêng theo truyền thống đạo Phật đó, là rằm tháng giêng mà chúng ta kỷ niệm cái rằm đầu tiên của năm đó, cũng là ngày kỷ niệm Đức Phật tuyên bố Đức Phật sẽ mất sau 3 tháng. Tức là Đức Phật tuyên bố trước là Đức Phật sẽ niết bàn 3 tháng sau, tức là rằm tháng 4. Theo cái truyền thống năm truyền là các vị sẽ dồn lễ Phật niết bàn, lễ Phật thành đạo, lễ Phật đản vào trong một cái ngày lễ Phật đản đó. Còn mình thì mình tách ra, Phật đản mình làm riêng, thành đạo mình làm riêng. Chứ còn bên truyền thống các nước Phật giáo Nam truyền là người ta làm chung 3 cái lễ. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, vứt bỏ vô thức. Đúng như vậy. Mình mất rồi thì ai muốn làm gì làm, không có biết gì nữa hết. Như khúc gỗ vô dụng, như một khúc gỗ mục vô dụng. Mình lúc còn sống mình làm đủ thứ hết, nhưng mình khi mình mất, mình nằm đó thì ai muốn làm gì làm, muốn ngắt, muốn nhéo, muốn thiêu, muốn đốt, muốn làm gì đó làm. Và thậm chí người ta sợ mình chết thì mình về mình còn bắt thêm người ta, ta còn lấy dây chỉ, ta cột hai ngón chân cái lên nữa.
Bữa hôm có nhà đám ở phone Pháp Hòa hỏi thầy, thầy giờ hỏi Việt Nam mới thấy người ta chết ta cột hai ngón chân cái ở đây mình cột không? Pháp Hòa nói thôi đừng có cột chi. Cái đó là của những người, người ta tin vào cái chuyện là sợ người thân về bắt. Có ai mà chui dưới mộ mà lên đâu. Tại mình làm một cái hình thức để mình gọi là mình yên tâm vậy thôi. Chứ còn cái người chết rồi, cái xác đó không, tại vì sao? Đất nước gió lửa ngưng làm việc rồi thì coi như mình không còn gì nữa hết, như khúc gỗ vô dụng. Thì đó là cái câu mà Đức Phật chỉ cho cái vị thầy này, dạy cho thầy quán chiếu xong, thầy thẩm thấu được cái thân tứ đại giả hợp tạm bợ, rồi thầy chút hơi thở cuối cùng trong cái tỉnh lát nhẹ nhàng mà không còn đau đớn nữa. Khai thị là vậy. Cho nên bình thường mình sống mà mình tự mình khai thị mình đi, lỡ mình mất không ai khai thị mình sao? Khai thị mình bằng cái gì? Hình ảnh gì, bất cứ cái gì nó đến mà mình thấy mình xả ly được á, mình tự mình nói đi. Thí dụ mình nói vậy nè: đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi những hờn giận vu vơ. Học cái câu đó đi để tự mình khai thị cho mình. Khi nào mà tâm mình chưa xả ly được chuyện gì đó, tự mình đọc câu đó lên. Tự cái bài đó là bài thần chú đó. Nó là bài thần chú, nó là bài chân ngôn đó, nó là bài kinh đó. Nếu mình hay cái tánh tình mình hay giận hờn người này người kia thì tự mình khai thị cho mình. Ai biết mình sao mà khai thị? Có nhiều khi đang bực bội vì người ta không biết, ta lại người ta vỗ vai, ta câu cổ, ta mình còn phát quạo lên nữa. Thấy không? Thành tử ra trừ khi nào mình xin ai đó khai thị cho mình. Nhưng mà nếu mình muốn được siêu thoát ngay khi mình còn sống, mình muốn được khai tâm ngay khi mình còn khỏe, đừng đợi chết mới khai. Thật sự ra khi mà sắp mất mà là khai là có chứ không phải không. Nhưng mà cái trường hợp đó quý vị nghĩ coi, trăm nghĩa là cái trường hợp đó làm sao đây? Thứ nhất, nếu mình phone lên mình tìm mấy thầy, biết mấy thầy có nhà không? Rồi điều thứ hai là biết mình đủ tỉnh để mình nghe không? Mình đủ tỉnh táo để mình phân biệt được cái nào câu gì không? Hay là mình nghe mơ mơ màng màng? Thành thứ khai còn sống này nè, còn đủ tỉnh táo khai thị đi. Sáng mở mắt ra khai thị bệnh câu: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, tôi có thêm một ngày nữa để yêu thương. Rồi khai thị cho mình ngày mới đó. Rồi nếu mà lỡ trong ngày ai chọc mình buồn phiền giận dữ nữa, phải không? Tự mình nói câu đó: đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi những hờn giận vu vơ. Lập tức nó thành câu thần chú gì? Nó là thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Là linh chú đại thần, là linh chú vô thượng, là linh chú đại minh, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú rằng là gì? Đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi những hờn giận vu vơ. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói câu đó, Gate mà quý vị tụng từ nào cũng tụng. Gate là gì? Cố gắng. Gate là cố gắng. Paragate, cố gắng thêm chút nữa. Paragate, cố gắng hơn nữa, nhẫn nại hơn nữa, cố gắng hơn nữa để vượt qua bờ bên kia. Bồ đi, bồ đề, giác ngộ rồi, tỉnh rồi, xa va, vui quá, mừng quá. Đây là cái chỗ rốt ráo, chỗ viên mãn. Câu gate nghĩa là vậy thôi. Tiếng Hán gọi là độ khứ. Độ khứ là gì? Qua bên kia, qua bờ bên kia, qua bờ bên kia. Mà hãy qua được bờ bên kia là đáo bỉ ngạn, đến bờ bên kia Ta Bà Ha. Cho nên chữ Ta Bà Ha dịch là đáo bỉ ngạn, còn yết đế dịch là độ khứ. Qua bên kia. Qua bên kia là qua bên đâu? Qua bên chỗ vui vẻ, an lạc, còn ở bên này khổ. Cho nên mình nói hãy bờ bên này,
bên kia là vậy thôi. Trong kinh á, Đức Phật dạy có 5 cái quán nè. Tôi thế nào cũng sẽ bệnh, tôi thế nào cũng sẽ già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tất cả người tôi thương quý hôm nay cũng như những gì tôi đang có, rồi một mai này tôi phải xa lìa và buông bỏ, đúng không? Người thân là xa lìa mà vật chất là phải buông bỏ. Cái thứ tư nè, duy nhất chỉ có một cái mà tôi có thể đem được, đó là nghiệp và phước. 5 thứ cần quán chiếu. Mà cái 4 cái trên là về già, về bệnh, về chết, về của cải người thân, và cuối cùng là nghiệp và phước. Có nhiều khi trong cuộc sống, Pháp Hòa nói, nhiều khi mình nghe hoặc chính mình nói, đôi khi mình tư duy lại. Hễ mà gặp nhau cái bữa nào đi về thôi, tạm biệt nghe. Vậy thì cuộc đời này là cả cái thế gian này là cõi tạm. Thì cái chuyện mà chúng ta gặp nhau rồi đến đi cũng là tạm, gọi là tạm biệt. Nhưng mà có một cái nó mãi mãi là gì? Vĩnh biệt. Cho nên hãy gặp nhau, còn gặp nhau, có thể gặp nữa kêu tạm biệt. Nhưng mà cái tạm biệt nó chưa chắc. Nhiều khi bữa nay mình tạm biệt thôi, về tới nhà nghe tin người đó mất rồi, thiếu gì những chuyện đó xảy ra. Mới ăn chung bữa thứ 6, tối thứ chủ nhật, tối thứ 7 nghe được người đó mất. Pháp Hòa có một người quen đây, nguyên một nhóm bạn, hẹn với nhau là sáng thứ 7 là bắt đầu đi cruise, đi chơi đó. Sáng thứ 7 ra chú đó chú ngủ, chú đi luôn, phát đồ rồi sẵn hết trơn, cuối cùng không đi đâu được hết. Không? Cho nên đó, một ngày mà chúng ta mà có cái chữ mà tư duy quán chiếu, nó là vậy thôi. Tức là chúng ta nhìn sâu để chúng ta quán chiếu, để thấy rõ mọi cái sự việc nó xảy ra và chúng ta tìm được cái gì trong đó. Cho nên hôm rồi mà Pháp Hòa có giải thích sơ cái chữ mandala đó. Nó là cái mandala, là một cái nhìn của một cái bậc giác ngộ về vũ trụ, về pháp giới. Và tất cả cái nhìn của bậc giác ngộ là cái gì cũng chỉ là tạm, không có gì thật hết. Nói như vậy không phải là đạo Phật chủ trương tiêu cực, bi quan, dạ thưa không. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn như vậy rồi chúng ta dừng ngay đó, chúng ta khổ với nó, thì gọi là bi quan tiêu cực. Còn đằng này á, chúng ta nhìn thấy để làm gì? Để vượt thoát tất cả mọi dính mắc khổ đau, và tiếp sống tích cực, vì ngày mai có thể mình không còn cơ hội. Cho nên còn có thì hãy cứ cho. Lỡ mai này không có để cho nhau, cái gì mình cho được cho nhau cứ cho, rủi mai này mình không còn cơ hội để cho. Đó là cái câu mà hôm nay mình học ha, câu thứ 41. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc gỗ vô dụng. Nghe thì đơn giản vậy đó, nhưng mà thật sự cả một cái bài thiền quán. Để chúng mà coi như là hơn một năm rồi đó, Pháp Hòa không được gặp rất nhiều Phật tử, nhưng mà thỉnh thoảng có được nói phone thì Pháp Hòa cũng vui, là tại vì biết người đó đang còn đây. Bây giờ Pháp Hòa mà gặp mấy bác đó, Pháp Hòa mừng. Pháp Hòa hay nói được gặp mấy bác ngày nào là mình mừng ngày đó, tại vì mấy bác bây giờ giống như là đèn treo trước gió vậy đó. Mà khi mà gặp mấy bác thì bao nhiêu cái kỷ niệm nó đi về, và mình thấy rõ là từ khi mình đến chùa mình tu năm 14, 15 tuổi, mấy bác còn biết Pháp Hòa trước khi mình còn là một cái người thị giả cho các thầy, còn đang tập sự làm người xuất gia. Có những bác biết Pháp Hòa từ thời đó luôn. Cho nên thấy bây giờ mà có nhiều bác lớn tuổi mà tỉnh táo được, Pháp Hòa vui. Ở đây còn được có mấy bác chứ mấy.
Cho nên là nhìn lại, lâu lâu mình nhìn lại mình thấy ồ, ba mình, mẹ mình bây giờ là lớn tuổi rồi, anh chị mình bây giờ, quý vị nhìn vậy chứ nhiều khi thấy tóc đen nhánh gì chứ không phải đâu nha. Nhuộm không đó. Rồi tới hồi mà cái vụ dịch này là không có đi được vô mấy cái tiệm nhuộm đó, bắt đầu mới thấy chân như, mới thấy chân tướng. Chứ hồi trước mấy cái tiệm hớt tóc đồ bình thường thì khó bao giờ mình thấy tóc bạc đâu. Mình còn khen trong bụng, trời bác đó sao lớn tuổi mà tóc đen nhánh, mình quên vụ đó đi. Tới hồi một năm nay là không có đi vô trong mấy cái chỗ nhuộm tóc rồi bắt đầu mới thấy. Hôm nay chợt thấy chân hình. Nó có cái bài hát đó đó. Hôm nay, đêm nay chợt thấy chân hình, chân tướng. Chỉ cái nghĩa là mình thấy là cái chân thật. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt Phật Pháp, học kinh Pháp Cú, Thầy Hòa chia sẻ với đại chúng câu thứ 41, qua cái câu chuyện là một thầy tỳ kheo bị bệnh, Đức Phật chăm sóc và Đức Phật đã nói cái nhân quả của thầy và cũng như dạy cho thầy cách quán chiếu về tư duy về cái thân để chúng ta vượt thoát tất cả những cái dính mắc đó. Thật sự ra trước sau gì mọi việc này nó vẫn đến, cho mình biết được nó thì mình đỡ khổ hơn. Còn mình đỡ có dính mắc, đỡ chấp trước, tất cả gì nó đến thì chúng ta biết mở lòng tiếp nhận và sống vui khỏe. Cho nên lớn tuổi rồi, sống vui được ngày nào cứ sống, gần gũi được với người thân, cứ việc làm mấy việc đó, chuyện hờn giận lặt vặt bỏ bớt đi. Mà mình á, già mà mình nhẹ nhàng, mình dễ chịu á, mình dễ thương dữ lắm. Mà mấy người con cháu gần gũi mình cũng thoải mái lắm. Cho nên quý bác nên thực tập cái đó, cái này là kinh nghiệm đó. Rồi chúc đại chúng có một cuối tuần bình an.